Nhắc đến anh Bao Đan Trường, người ta thường hay nghĩ đến hình ảnh thư sinh cùng với mái tóc bổ luống đã đi vào huyền thoại. Thế nhưng, thời gian gần đây thì anh đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi quyết định đổi sang kiểu tóc mới. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ khoe kiểu tóc hớt sang hai bên và phần tóc giữa buộc chỏm phía sau trông cực ngầu. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ Đan Trường để kiểu tóc này. Anh tiết lộ lý do và sẵn sàng tâm thế nhận ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trái với tâm thế chuẩn bị bị soi của Đan Trường, bạn bè, đồng nghiệp và cả fan lại dành những lời khen cho kiểu tóc mới. Sở dĩ Đan Trường e ngại trước bất kỳ sự thay đổi về hình ảnh bề ngoài vì trước đó anh từng nhận ý kiến trái chiều khi để kiểu tóc bị ví như củ hành cuốn lâu vì vuốt gel quá đà. Với việc từ bỏ mái tóc hai mái quen thuộc suốt hơn 20 năm qua, Đan Trường cho rằng mái tóc đã gắn bó với anh nhiều năm trước đây chỉ phù hợp ở độ tuổi 23 mà thôi. Còn hiện tại thì anh đã lớn tuổi rồi, mái tóc đó đã không còn phù hợp và mong khán giả sẽ yêu mến cũng như là đón nhận anh ở một diện mạo mới.